Phong trào phản kháng ATES thông báo trên Telegram hôm 2 tháng 4 đăng kèm các bức ảnh và video. Các đặc vụ của chúng tôi đang thận trọng theo dõi khu vực Caucasus. Một nguồn tin của ATES cho biết Nga đang tập trung số lượng đáng kể lực lượng phòng không ở Crimea và các khu vực biên giới. Trong quá trình giám sát, ATES đã quan sát thấy Nga sử dụng các tàu dân sự để vận chuyển hàng hóa quân sự. Nguồn tin nói thêm, chúng tôi cũng nhận thấy sự sụt giảm trong hoạt động di chuyển của các tàu chiến hải quân Nga. Đặc vụ của phòng trào ATES cũng ghi nhận việc chuyển giao thiết bị phòng không của Nga để bảo vệ cầu Kerem khỏi các cuộc tấn công trên không tiềm tàng của lực lượng phòng vệ Ukraine. ATES đề cập đến sự hiện diện của tổ hợp S-300 và Panzer S-1. Theo ATES, trọng tâm chiến lược của Nga thể hiện rõ qua các hành động nhằm củng cố khả năng phòng không của cầu Kerem. ATES cũng ghi nhận sự gia tăng thiết bị phòng không trên bán đảo Kerem Dữ liệu của phong trào này tiết lộ các tổ hợp tên lửa phòng không rõ ràng đã bị lộ diện mới được công bố tại sân bay ở thành phố Dezankoy. Theo Ates, người đứng đầu nhóm tác chiến Nga tại sân bay đã nhiều lần yêu cầu cung cấp lưới ngụy trang nhưng không nhận được phản hồi. Ates nhấn mạnh những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Nga nhằm đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạ tầng quan trọng, đồng thời lưu ý rằng các khí tài phòng không hiện chưa đủ mạnh. Dòng lửa S-300, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Liên Xô được thiết kế để chống lại máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở độ cao từ 25m đến 27km với tầm bắn lên tới 100km. Khi được tập hợp lại với nhau, các hệ thống S-300 bảo vệ hiệu quả các khu vực rộng lớn khỏi các mối đe dọa trên không. S-300 được công nhận là một trong những hệ thống tên lửa phòng không uy lực của Nga. Trong khi đó, Panzer, hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không tự hành, có nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở quân sự, công nghiệp và hành chính khỏi các mối đe dọa trên không. Panzer cũng cung cấp khả năng phòng thủ, chống lại máy bay, trực thăng, đạn pháo chính xác, tên lửa hành trình và máy bay không người lái, đặc biệt ở tầm thấp. Cầu Krum hay cầu Kurs dài 19 km được Nga xây dựng sau khi sắp nhập bán đảo Krum vào năm 2014. Cầu bắt đầu lưu thông từ năm 2018 và được coi là tuyến đường huyết mạch nối đất liền Nga với Crimea. Crimea là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga ở mặt trận miền nam Ukraine. Các đoàn tàu Nga cũng sử dụng cầu Crimea chở quân và trang thiết bị quân sự đến bán đảo. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, cầu Crimea liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái hoặc xuồng tự sát. Nga đang xây dựng một tuyến đường sắt giữa thành phố cảng rostov on của Nga và Crimea như một giải pháp thay thế cho cầu Kerem sau khi công trình này nhiều lần bị tấn công trong thời gian qua. Tuyến đường sắt mới sẽ chạy qua các khu vực chiến lược mà Nga đang kiểm soát như Donetsk và Mariupol và Berdyansk thuộc Zaporizhia. Tuy nhiên, Andriy Yusuf, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR cho biết tuyến đường sắt mà Nga đang xây dựng là thách thức nghiêm trọng và là mục tiêu quan trọng đối với lực lượng Ukraine. Theo ông Yusuf, do Ukraine thường xuyên tấn công Crimea nên cầu Crimea không vận hành đầy đủ các chức năng. Ông tuyên bố nhiệm vụ của Ukraine là ngăn chặn Nga hoàn thành việc xây dựng tuyến đường sắt mới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong cuộc họp với các chỉ huy quân đội hôm 2 tháng 4, Kể từ đầu năm, 403 km vuông đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi, đề cập đến những bước tiến đạt được ở các khu vực Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhia mà Moscow tuyên bố đã sáp nhập vào năm 2022. Ông Sergei cho biết các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đẩy các đơn vị Ukraine về phía Tây. Vào tháng 2, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến Avdivka ở cửa ngõ miền đông Ukraine. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất của Nga trong cuộc xung đột kể từ tháng 5 năm ngoái. Ông Sergu cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát 5 khu định cư, bao gồm 4 khu định cư ở Donetsk và 1 khu định cư ở Zaporizhia trong tháng qua. Viện nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ tuần trước cho biết Ukraine đang phải đối mặt với những hạn chế về vật chất đối với khả năng phòng thủ của nước này. Theo ISV, kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát thêm 505 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga giành nhiều hơn gần 100 km vuông so với 3 tháng cuối năm 2023. ISV ước tính Nga kiểm soát hơn 100.000 km vuông, tương đương gần 1 5 lãnh thổ Ukraine. Các chuyên gia quân sự cho rằng Nga có được tốc độ tiến công này một phần do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Theo ISV, thiếu vũ khí đạn dược hạn chế khả năng của Ukraine trong việc phòng thủ, trong khi mang lại cho lực lượng Nga sự linh hoạt để tiến hành các hoạt động tấn công và đạt được thành công đáng kể trong tương lai cụ thể isvk cho rằng ukraine đang ngăn chặn các lực lượng nga đạt được những lợi ích chiến thuật đáng kể trên toàn bộ chiến tuyến nhưng sự chậm trễ liên tục trong hỗ trợ an ninh của mỹ có thể sẽ làm gia tăng mối đe dọa đối với phòng thủ của kiev bộ trưởng shoigu xác nhận quân đội nga đang tiếp tục làm giảm sức chiến đấu của đối phương Ông Shoigu nói thêm, từ tháng 1, lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 80.000 quân, 14.000 đơn vị vũ khí, trong đó có hơn 1.200 xe tăng và các loại xe bọc thép khác. Theo ông Sogo, từ tháng 1 năm nay, bất chấp việc Kiev không thành công trên chiến trường, giới lãnh đạo Ukraine vẫn cố gắng thuyết phục các nhà tài trợ phương Tây về khả năng chống lại quân đội Nga. Bộ trưởng Sogo cho biết, để thực hiện mục tiêu trên, Kiev đã sử dụng biện pháp khủng bố và tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga nhắm vào dân thường, theo Bộ trưởng Shoigu, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 192 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng và quân sự ở Ukraine trong tháng 3 để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình AIA của Italia hồi tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga hiện kiểm soát khoảng 26% lãnh thổ của Ukraine, song không thể đạt thêm những bước tiến lớn do vấp phải sự kháng cự của Ukraine. Ông Zelensky cho hay quân đội Ukraine đã giành lại 50% số lãnh thổ đã rơi vào tay Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Nga kiểm soát bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến cuối năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục ký đạo luật sắp nhập bốn tỉnh của Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk, nhưng đến nay vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Sputnik vào ngày 2 tháng 4 dẫn nhận định của cựu chuyên gia phân tích tình báo CIA Larry Johnson, những quả bom FAB-3000 nặng 3 tấn có thể sẽ là yếu tố thay đổi cục diện xung đột Ukraine. Chuyên gia này giải thích, những quả bom FAB-3000 này có thể phá hủy các cây cầu, một trong số đó là cây cầu bắc qua sông Dnieper do quân đội Ukraine dựng lên. Khi các công trình này bị đánh sập, tuyến đường tiếp tế giữa bộ chỉ huy tại Ukraine và quân đội ở phía đông khu vực này cũng sẽ bị cắt đứt. Ông nhấn mạnh, có thể nói đây không khác gì việc bao vây quân Ukraine mà không cần dùng biện pháp đối đầu quân sự trực tiếp. Bên cạnh đó, ông Johnson cũng chỉ ra FAB 3000 có khả năng xuyên thủng các ụ phòng thủ. Điều này có nghĩa là Ukraine không thể chọn cách ẩn mình bên trong chiến hào, bong ke và chờ đợi thời cơ đánh úp quân Nga nữa. Bình luận này của cựu chuyên gia CIA được đưa ra sau khi ông Viktor Litovkin, là sĩ quan kiêm nhà báo quân sự kỳ cựu của Nga, tiết lộ với Sputnik về khả năng hủy diệt khủng khiếp của FAB-3000. Ông Litovkin mô tả loại bom này có thể tấn công vào các chiến hào vững chãi, ngay cả các điểm chỉ huy và nhà kho được gia cố bằng bê tông dưới lòng đất. Chúng có thể xuyên thủng mục tiêu, làm nổ tung và phá hủy tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tấn công vào nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương. Chúng thật sự rất mạnh và có sức hủy diệt to lớn. Chưa dừng lại ở đó, theo lời chuyên gia người Nga, dùng bom này còn được trang bị bộ mô-đun lượn và điều chỉnh hợp nhất, gọi tắt là UMPK nhằm tối ưu hóa tính ứng dụng với tầm bắn xa và khả năng điều hướng linh hoạt. Nhà quan sát trên cho biết, FAB 3000 có thể tránh bay vào vùng phủ sóng của lực lượng phòng không đối phương, thả bom gây sát thương và hoàn thành nhiệm vụ. Đây là những ưu điểm của chúng: sức mạnh và độ chính xác. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã tuyên bố bắt đầu sản xuất hàng loạt dùng bom trên không có sức nổ lớn FAB-3000. Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến thăm một nhà máy quân sự ở vùng Nizhny Novgorod, nơi sản xuất nhiều loại vũ khí từ pháo, đạn xe tăng đến bom hạng nặng như FAB-3000. Pravda vào ngày 2 tháng 4 dẫn lời Thiếu tướng Vadim Skibitsky, đại diện cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, hiện tại Nga có khoảng 950 tên lửa chiến thuật và chiến lược với tầm bắn hơn 350 km. Ông Skibitsky nói thêm, dựa vào phương thức sử dụng của Nga qua hai năm xung đột, chúng tôi ước tính Nga có thể tiến hành thêm một số vụ tấn công phối hợp quy mô lớn với sự tham gia của cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái. Theo ông, sau đó, Nga có thể tạm ngừng tập kích quy mô lớn để chuyển sang tích trữ. Ông Skibitsky cho rằng không ai có thể chắc chắn liệu Nga có nhắm đến các cơ sở hạ tầng điện của Ukraine trong các cuộc tấn công lớn sắp tới nữa hay không, nhưng chắc chắn Moscow sẽ không từ bỏ mục tiêu này. Ông nhấn mạnh, tất nhiên các cơ sở hạ tầng điện của chúng tôi vẫn là mục tiêu chính của Nga cũng như các cơ sở quân sự và dân sự khác. Điều này đã được chứng minh trong các cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất. Khi được hỏi về quy mô sản xuất vũ khí chính xác cao ở Nga, ông Skibitsky cho biết trung bình mỗi tháng Nga sản xuất vài chục tên lửa. Ông cho hay, ví dụ, chúng tôi ước tính, mỗi tháng, Nga có thể sản xuất khoảng 40 tên lửa KH-101, khoảng 40 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Iskander, vài chục tên lửa hành trình Kalib, tên lửa Kinzan, cũng như sửa đổi 6-8 tên lửa chống hạm Onyx để tấn công các mục tiêu mặt đất. Trước đó hôm 31 tháng 3, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirilo Budanov cho biết Nga dường như đang xây dựng kho tên lửa hành trình Kalib. Trong suốt tháng 3, Moscow tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình KH-101. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ lại thấy các tên lửa Kalib của Nga bởi số lượng tên lửa KH-101 đã giảm nghiêm trọng, ông cho hay. Trong khi đó, bà Natalia Humaniuk, người phát ngôn lực lượng miền Nam Ukraine hôm 2 tháng 4 cho rằng Nga đã ngừng sử dụng tên lửa hành trình Kalib phóng từ biển, một phần vì Moscow đang phải đối mặt với các vấn đề hậu cần. Bà Humaniuk nói, đối với người Nga, hiện tại cả việc cung cấp tên lửa và bảo trì các hệ thống phóng Kalib đều là vấn đề khó khăn. Bà cho biết thêm, phần lớn cơ sở hạ à tầng và hậu cần liên quan đến việc bắn tên lửa Kalib của Nga đều có trụ sở tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea bà cũng đánh giá nga đang chuyển sang chiến thuật sử dụng tên lửa đạn đạo do nhận thấy đây là mục tiêu mà lực lượng ukraine khó ngăn chặn đó là lý do tại sao họ đang cố gắng gây áp lực lên các khu vực sâu hơn của ukraine chứ không chỉ ở các khu vực tiền tuyến